Cho đến lúc này thì đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội đầu tiên được trao cho Công Vinh. Và video tình huống này cũng đã có trên website của chúng tôi. Bây giờ sẽ là quả đá phạt được thực hiện bởi Thành Lương. Vũ Minh Tuấn. Nhả bóng lại hợp lý cho Quế Ngọc Hải. Cú chơi bóng mạnh vào trong. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn đang kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân. Tỷ số là 1-0. Cú sút từ rất xa là hoàn tông lưới không thành của đội tuyển Philippines, và đó là điều bất ngờ đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam đã tạo ra đối với đối thủ. Ở phút thứ 9 của trận đấu thì bàn thắng đã được ghi với một tình huống mà có lẽ là thủ thành của đội tuyển Philippines không thể ngờ đến. Có lẽ đó là pha ghi bàn của Hoàng Thịnh. Đúng là pha ghi bàn của Hoàng Thịnh. Những bàn thắng của đội tuyển Việt Nam cho đến trước trận đấu này là những pha ghi bàn chủ yếu ở trong khu vực 16m50. Cú đá của Công Vinh vào lưới Indonesia là một cú đá ở sát vạch 16m50. Nhưng hôm nay thì Hoàng Thịnh đã tạo ra sự khác biệt với một cú đá ở xa khung thành của đối thủ. Thêm một bàn thắng đẳng cấp nữa được đội tuyển Việt Nam tạo ra. Bóng đi lập bập và khiến cho thủ thành Daito gặp khó khăn. Daito có lẽ cũng không ngờ là Hoàng Thịnh lại mạnh dạn để thực hiện một cú đá từ xa đến vậy. Đó là điều mà chắc chắn là ông Miura muốn thấy ở một cầu thủ tiền vệ năng động như là Hoàng Thịnh. Một cú sút rất đẹp mắt và khó đỡ đối với Patrick Daito. Thêm một lần nữa thì chúng ta đã tạo ra những nét mới mẻ ở trong cách thức nhập cuộc. Cũng giống như ở trận đấu gặp Indonesia thì ở trận này đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy khẩn trương. Các vị trí được kỳ vọng như Thành Lương, Văn Quyết và Vũ Minh Tuấn đang thay nhau tạo ra những tình huống gây chao đảo đối với khung thành của đối phương. Và Ngô Hoàng Thịnh là một thứ vũ khí bí mật để âm thầm có pha dứt điểm làm chai lưới khung thành của Patrick Daito.